acústica. Anh mang mới qua đây ạ? Con đưa cháu nào ạ? Nại xuống lông. Ở lông đấy là nó chưa xuống, nó xấu rồi, bây giờ nó xuống. Lông đấy là phải lông của nó xuống rồi. Cháu bên phải của anh đang đẻ. Đúng rồi, lông nó lông cũ. Nó bảo nó xuống rồi, xuống gì cái lông. Bác này đẹp, đỏ thế. Nhìn đỏ như ớt nhỉ. Bao giờ Tuấn ạ? Đỏ đấy. Môi phẳng rồi đấy. Chưa căng nó lên chưa lỏng lỏng chưa nó còn lên nó một nửa nó hơi sáu nó to rồi nó to rồi nó qua sẽ cái này năm hai thì sâu yếu đánh nó to rồi đó là con này nó bó năm nay như bé năm ngoái trông bé tí.